Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Thì năm mới, năm cũ sang năm mới, Bùi Hải Vlog xin chúc cho ông bà cô chú anh chị được phát tài phát lộc và vạn sự như ý nha cô chú anh chị. Bây giờ bánh kem cũng tới cô chú anh chị ơi. Bây giờ anh em đang tiến vào trong để khui hộp bánh kem, quay bánh kem cho cô chú anh chị xem ạ. Cái bánh kem để lên nè. Giờ đã bánh kem tới rồi nha cô chú ơi. Rồi em đem đi vô đường trong luôn em. Rồi rồi. Chị Hồng Ngọc hay gì nè, thấy bự bự cho cô chị. Chị Linh hả? Chị Linh hả? Hồi tưởng đâu có chị Hồng Ngọc chứ. Thấy bánh kem bự bự nghe nó. Đồ chú. Đi ra ngoài đi con. Ờ quay lại chứ. Quay lại ra ngoài á. Ôi ơi đẹp quá trời đẹp luôn. Đẹp nè. Ôi ơi đẹp quá đi. Rồi từ từ nha, rồi mạnh người nào nó chụp nha, từ từ đừng chen lắng nha. 2024. Vậy đưa cho anh ấy. Để dưới trong khuôn tắm nè. Đúng số nào mà nghe chưa cắm số 2024 rồi. Rồi, đó. Cho số 4 đi. Ê. Rồi bảy à. Bảy. Bảy số 4 đó hả? Chết vô anh ơi. Số 3 rồi à, giờ đi số rồi không? Giờ số 4 về. Rồi xích ra cho hết bởi số 3 nên quay về lấy số 3 số 4. Rồi hết bỏ bông vô đi. Quá trời đẹp rồi. Ủa gì nãy sáng sao nghe nói có chị Hồng Ngọc. Trời ơi tưởng đâu có chị Hồng Ngọc mà này không phải, này có chị Linh. Chị nói đồ bự bự về tất cả đây của chị Hồng Ngọc gì mà. Thì thấy cái bánh kem bự bự tưởng đâu của chị Hồng Ngọc chứ. Của chị Linh, Hồng Ngọc. Chị Linh hả? Nào không có gì hết á. Trời ơi. Chị Hồng Ngọc không có gì luôn hả? Ừ, nay chị Hồng Ngọc có cúng gì hết á. Vậy là toàn bộ của chị Linh không đúng không? Mà chị tệ vậy sao? Hôm nay thôi. Không lẽ chị Hồng Ngọc chị tệ vậy sao trời? À hai bông kem màu nè. Cái bông đó là hàng ngày là chị ngày nào chị cũng mua bông thì chị gắm cái đó là quá bình thường rồi. Cái bông đó là của chị Hồng Ngọc cũng hàng ngày chứ mình không nói. Ủa, cũng bàn bàn cũng bàn bàn nè, tưởng đâu của chị Hồng Ngọc không hay nhờ của chị Linh nữa. Tại bữa nay thấy hoành tráng quá à. Của chị Hồng Ngọc mà không ngờ là không phải của chị Hồng Ngọc là của chị Linh ở bên chị Linh ở Úc. Ở Úc mình nói đính chính lại cho nó rõ. Đúng rồi, cái này là của chị Linh ở Úc cúng cho cậu Năm. Dạ. Chị Linh cũng, bữa giờ là chị Hồng Ngọc là chưa có cúng gì phải không? Chưa. Chắc là chiều nay chị cúng giờ. Đâu em hỏi anh Niêu với anh Di Minh ơi, hai người này sao không? Họ đang quay rồi hỏi mấy ảnh gì đâu. Đẹp quá. Cái này à đứng cái anh mình không phải áo vàng á, biết để đi luôn nha. Mà thế nào chiều nay hoặc trưa nay chị Hồng Ngọc chị cũng cúng cho cậu à. Ủa nghe nói bữa nay có quà tháp được xì gì nữa đúng không? Đúng rồi, chút mốt chiều nay chị Hồng Ngọc cũng vậy đó. Không vậy luôn hả? Ờ, ai sao là chị vậy à? Cầm đi bánh anh phụ. Khôi rượu luôn phải không? Sao biết hay vậy? Khôi rượu luôn đi. Ấy, khu xăm banh luôn hả? À, ấy, có đồ khôi không? Anh Di Minh cầm cái ly rượu xăm banh đi, cầm lấy một chai. Có đồ khôi không? Cái này dặn mà. Dặn đâu dặn? Dặn dặn này nè. Không cái đó mình ấy. Cái đó mình lắc hay sao đó mà. Rồi lắc coi có đồ dặn có thấy có cái đồ dặn hút từ từ lên á. Rượu đâu cho hả? Nó có cây dặn, cây ruột gà. Rồi xăm luôn. Nó có ruột gà thì nó thử cho. Là sao? Lấy đũa giọng vô cũng được. À, quá trời à, ekip và YouTube mà cô chú anh chị ơi. Rồi đi vô anh la lên anh Ngọc. Để người ta không biết người ta đụng đổ lát sao. Trái cây không có để bên đây, bên đây dĩ vậy thôi. Bên kia để hết. Cái này mình chuyển qua bên kia luôn. Đúng, để cho nó heo sạch kẽ với nhau. Đẹp quá cô chú anh chị ơi, đang khu xăm banh cho cậu nha. Quỷ này nó bậy cho con. Em thấy anh nó vàng nó chặn rồi em mới nói. Chị cũng heo xăm banh. Hỏi cái này không có nè. Sao cái chai kia có cái nắp trong? Tùy theo chai.
cái chai 500 là nhiêu đủ ba khui đi xong khui ông chuyện gì vậy rồi, bây giờ người đứng chai nè xong rồi mình khui nhau sắp xếp luôn đi. Mình trưng bày ra đẹp quá đã. Cái tự nhiên cái chụm lại cái đúng vậy. Mình vẫn giả. Thôi đem ho rồi lên đây trưng bày đi. Đó. Ho nhiều lắm đó. Đó, đó đẹp luôn nè. Mình ho đây nữa nè. Nhưng còn bỏ đâu? Bỏ nó ho nhiều cực kỳ ho luôn. Mình để mình trưng bày. Ấy. Thôi. Thôi trưng bày. Sao vậy? Bày nghe cái ly luộc uống luộc tay rồi. Mình còn một ly dư không? Để lên đi ra. Không có bị gì luôn. Tất cả mình để dưới này cho nó gọn nè. Chị qua vậy lấy đi vô phòng. Lỡ tay rồi coi còn miễn không đó anh Minh. Để chút đạp chết luôn á, chúng trò chết rồi. Đó, còn cái gì nè. Còn dưới bàn ở đây chút kinh bàn ra dọn luôn. Cái bàn không sao đâu nè, để đây chút kinh ra mình dọn luôn. Sao nó cực cực quá ta. Ôi thôi dính này nữa nghe, nó vàng dịnh lên để nó chìm chìm cái đó. Bây giờ lấy miễn miễn ra nha để. Chỗ cái chỗ Y Minh nó coi cái còn gớt cái nhỏ nhỏ. Còn cái ly nè. Quay. Buông tay la cho chập càng. Ngước lên. Rồi. Để bên lấy cái hào đi miễn chai vô. Dịnh lên đi, nó quá trời lúc lắc rồi. Nó quá lúc lắc. Bị cái ly. À, để từ từ làm mấy anh em ơi đường để nó ngã nè. Để nhiều ngóc mình cái cung cho. Mình lấy cái này mình lấy giấy á. Dịnh chai luôn. Để dở chai lên luôn cái đã. Rồi. Mấy cái ly nữa kìa. Rồi. Cứng rồi đó. Để ra nó tùy chai với ly á, phải chữ. Rồi chưa, ổn rồi thì đừng có ấy nữa nghe, ta bỏ ra hết rồi đó. Rồi. Dịnh xong rồi làm xong rồi bỏ ra. Năm mới mình cũng bỏ qua nghe anh lại. Không có cái cùi sao ta. Thôi, ổn là luộc nho hả? Luộc van hả? Tự nó luộc tay chứ. Có cái cùi rồi. Có cái cây sấy gì nè. Đó đụng cái bàn á con chân. Cây sấy ruột gà. Ruột gà móc nó mới lên được anh. Còn không lấy chiếc đũa vọng vô luôn anh Minh. Cái nào cũng được, để đó mà lấy chiếc đũa vọng vô á, lấy chiếc đũa. Đũa mình vọng cho nó tuột trong luôn. Đúng rồi, vọng cho nó tuột vô rồi. Giống như mình gót ra có cái cùi nó chạy ra từ đường bên ý là chờ ly em tính đợi ngàn nha hay là em đợi sang kẹt mình để hàng ngang đi cho đẹp không mình để xe tròn đúng không xe tròn đưa ly qua đây quá trời đông hai cô chú anh chị một ly một chai xe tròn như là mình mời hết đi qua đâu lên nói vậy cũng được lấy chai kia hả không được rồi. Dạ. Bách hết luôn rồi, không có may quay được cái gì trong luôn. Bách chịch. Bên ai lên hả? Cái máy anh đi đâu? Máy anh đâu? Thôi để gì thì cái muỗng cầm luôn. Tưởng nó chị Hoa cầm. Quay tao ơi, đúng rồi, lấy cái muỗng. Cái nào à? Cái rượu này màu khác nè. Thôi anh ơi, được anh ơi. Được, dạ. Từ từ coi chừng cái ly ớt rồi. Thôi đừng ai người nào làm thì đụng vô bàn, cái người nào không làm đừng đụng vô nha. Để ly, ly cột cho ta để tùm lum đó. Đúng rồi. Cái bình đó là đủ 5 ly được rồi. Chừng ngồi trên cái nãy hôm nay kêu đi để một bình bông mà sao để đâu ở dưới đây. Mình nhỏ đó mình nhỏ cho qua đây luôn để cho hai bình bông trên cái tinh. Bình rượu để ở đây cho nó đẹp sang nè. Đây hiếu ly tám đúng không? Ông lấy rồi. Ok đó. Cái này ra ngoài luôn hay sao? Cho nó rộng gì nè.
Đúng rồi, cho nó đẹp. Để cho nó tròn luôn. Nó vậy là tạm ổn rồi đó. Rồi vậy được rồi đó. Cho nó Văn ạ, Văn, Văn ạ. Mình để em qua anh em coi. Anh nữ định, nữ định. Cái này mấy em mình cầm được có cầm lát mình đốt luôn. Lát nó cầm sang. Rồi để nghe luôn em cho mướn dây đi. Xong cho anh em qua một bên đi ha. Từ từ anh chút nữa thắm anh. Chưa, bây giờ chưa có chen vô được đâu anh Định ơi. Chưa đâu anh, để đợi chút xíu đi. Anh sắp xếp xong coi. Banh nạ, banh banh nạ. Banh banh nạ, banh banh nạ. Quá tuyệt vời. Ờ này cũng quá tuyệt vời rồi đó. Đó, được rồi, bây giờ đem hấp nhang cúng. Thì hấp nhang cúng đi. Dạ, dạ, dạ. Cúng đi. Tí... Lát có đi, cái mình lấy cái đồ mình đó còn đó. Từ từ cúng, ngang còn đó, bộ còn đây. Không kêu đâu hết á. Cái câu nghe mất cây vô dài rồi. Cái này là tôi chụp tấm hình coi. Để qua đi. Thì ngang vẫn còn đó, bộ còn nằm đây. Không kêu đâu được. Ngang thuốc phê cà chứ. Lại, nổ đánh vô đốt nhang lại đi, cho nó đánh vô anh cúng. Ba 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 cho vô cũng cô chị ơi. Cảm ơn chú, cảm ơn chú. Rồi à, banh nã, banh nã. Banh nã. Banh nã. Năm 10 em hấp lên nhang. Cái Vũ Lý mong anh đi tìm tuổi trở về về nơi cực lạc. Nơi cực lạc. Banh nạ. Dữ. À, để cho nết anh vô anh cúng mà không có giỡn nữa nha. Bên mâm bên kia nó có chút gì. Đốt sớm vậy, đốt luôn đang cũng đốt cái gì. Ủa quá đẹp, quá đẹp luôn à, cô chú anh chị ơi. Né 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 nè, cái này nó bay dữ, bay trúng mắt á. Nó xèo xèo xèo. Ê, nó có văng lên cái bàn nó nhé. Rồi anh nết thắp nhang xong rồi đó. Rồi anh em có anh em cầm này em đốt đi đó. Rồi như vậy là mình cũng xong rồi ha. Thôi giờ mình đốt đốt đi. Rồi cầm cây đốt đi. Cây đốt đi. Rồi đốt cây đi. Chú năm mới nha. Chúc chú năm mới phát tài phát lộc. Hãy sanh về mình cực lạc nha. Đây là khán giả của mình là mới là chị Linh ở Úc nha. Rồi đẹp quá, đẹp quá. Không nhau được đâu. Được, mọi được. Đẹp quá, đẹp. Đẹp quá, quá em, quá em, quá em. Ô, năm mới vui vẻ, Happy New Year nha. Happy New Year, cậu. 5, 4, 2, 3, 1, Happy New Year. Có áo vàng sơn nè. Năm mới vui vẻ. Thôi Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha, cũng như ông bà cô chú đã xem kênh Bùi Hải Vlog. Bùi Hải xin chúc cho ông bà cô chú năm cũ sang năm mới phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Dạ Bùi Hải một lần nữa xin kết thúc video tại đây, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải ạ.